Ở 99 độ C, nước rất nóng nhưng nó chưa sôi được. Đúng 100 độ C, nước sẽ sôi. Nước sôi sẽ tạo ra hơi nước và hơi nước tạo ra năng lượng cho máy móc hoạt động. 1 độ C chính là sự khác biệt. Chỉ cần nỗ lực thêm một chút, công việc và cuộc sống của bạn sẽ vô cùng khác biệt. Trong 25 năm qua, khoảng cách giữa nhà vô địch và người thứ nhì trong môn golf chỉ là 3 gậy. Trong môn điền kinh, khoảng cách đó thậm chí chỉ như một chớp mắt. Ở cự ly 800m nam Thế vận hội năm 2004, nhà vô địch chỉ hơn người về nhì 71% của một giây. Còn trong giải đua xe Indy 500 có cự ly 500 dặm, suốt 10 năm qua, chênh lệch trung bình giữa nhà vô địch và người về nhì chỉ là 1,54 giây. Chỉ 1,54 giây nhưng số tiền thưởng cho nhà vô địch là 1,2 triệu đô, còn Á quân chỉ là 620.000 đô. Cuộc đời của bạn là vô giá, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm với nó. Đã đến lúc sốc dậy bản thân, nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn 1% so với ngày hôm qua, cho đến khi bạn đạt đến 100% tiềm năng của mình. Tích cực 100%, khi cuộc đời trao cho bạn trái chanh, hãy đi tìm thêm đường và mật ong. Tin tưởng 100%, niềm tin khơi dậy nhiệt huyết và nhiệt huyết thắp lên ngọn lửa đam mê. Tập trung 100%, một mục tiêu đơn giản rõ ràng như ngọn đèn pha rực sáng xé toang màn đêm. Kiên trì 100%, không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của lòng kiên trì. Một độ C của nước sôi đã thay đổi cả một giai đoạn lịch sử của loài người bằng động cơ hơi nước. Còn với 1% nỗ lực, bạn sẽ đạt được mọi thứ mình muốn.